Từ nay đến hết ngày 27 tháng 10 năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Di An tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự đối với loại hình nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thành phố. Trong ngày đầu tiên, đoàn đã kiểm tra 6 cơ sở tại phường Đông Hòa với hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng và việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiểm tra thực tế tại các cơ sở. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở đã làm khá tốt công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho người ở trọ, có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, đoàn đã ghi nhận hệ thống điện tại các cơ sở chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Phần lớn mình kiểm tra thì điện, sử dụng điện thì chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn của Việt Nam 9207. Thì là không có hồ sơ thiết kế về điện. Nói chung là những cái tòa nhà này phần lớn là chuyển đổi công năng từ nhà ở dân dụng thành là những cái nơi mà kinh doanh dịch vụ. Nên về sử dụng hệ thống điện thì còn tồn tại rất là nhiều các nguy cơ mà cháy nổ. Đối với việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, một số cơ sở chưa thẩm duyệt, nghiệm thu công trình trước khi đi vào hoạt động. Công trình không có lối thoát nạn thứ hai. Lối thoát nạn vẫn để các vật dụng cản trở cá biệt. Có cơ sở trước đó đã bị đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động. Qua cái ngày đầu kiểm tra ra quân á, thì nhận thấy là một số cơ sở là làm tốt về cái công tác tuyên truyền, đầu tư trang thiết bị để đảm bảo về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Còn một số cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy như là sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để mà đun nấu dưới cái bảng điện và các cái ổ cắm điện, rồi sử dụng dây dẫn điện không có đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, rồi bố trí hàng hóa cản trở lối thoát nạn. Đặc biệt là có một cơ sở là đã bị cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đình chỉ nhưng mà vẫn hoạt động. Thì qua đó thì đoàn cũng lập biên bản vi phạm của từng trường hợp để trình ủy ban ký quyết định xử phạt. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Dĩ An vừa khảo sát vừa tuyên truyền hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện tốt các quy định phòng cháy chữa cháy, đồng thời lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xảy ra những vụ cháy vừa qua thì bên phòng chữa cháy có những thay đổi, bên em vẫn chấp hành, đang tiến hành cải tạo để theo các phương hướng là để đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, để chấp hành đúng quy định của phòng cháy chữa cháy. Bên đoàn kiểm tra thì có chỉ ra những vấn đề thiếu sót thì bên em ghi nhận, bên em nói là sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để khắc phục, để đảm bảo tốt nhất theo những quy chuẩn đảm bảo cho an toàn cho con người và cho vật chất. Theo kế hoạch, trong đợt này đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Dĩ An kiểm tra 90 cơ sở, còn lại các phường sẽ tổ chức kiểm tra các cơ sở trên địa bàn theo thẩm quyền. Qua đây nhằm kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các cơ sở trang bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ an toàn, góp phần ngăn ngừa các sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố.